Hôm nay đâu có ra cái sẻo đâu cả nhà. Bữa nay em ra thử cái sẻo này mò có gì không nè. Em cũng tự tin như cái sẻo này dữ lắm, nhưng mà không biết có không thôi. Em làm nguyên một cái đồ để nấu luôn nè. Chưa có tôm gì tôm mà tính nấu nướng ở đây rồi. Nếu mà mò có thì mình nấu mì với tôm, còn không thôi thì mình ăn mì không cả nhà ơi. Gom củi đuốc làm lò bếp đâu hết, mà mò không có chắc mắc cười lắm á. Giờ em xuống cái chỗ này em mò nè, ngay chỗ này là cái trệm cũng sâu lắm mà không biết có không nè. Nước giờ nó cũng còn nhiều lắm cả nhà. Sau một hồi thì em cũng bắt được con này cũng không bự lắm nhưng mà nãy giờ mới gặp được con á. Đây con đó nè cả nhà. Tên cháu không à, nãy giờ không có đụng càng nữa trơn. Lát em bắt được mấy con nữa cả nhà, mà có điều là không có cầm máy theo kịp á, không có quay lại được khúc đó. Được con tôm bự với mấy con tôm nhỏ nữa. Giờ mới dám tự tin mà mồi lửa nè cả nhà. Bữa nay gió quá trời luôn cả nhà ơi. Em nấu gần cái bụi tre nè. Con tôm này nó mềm ùi à. Tôm càng mà lột nghe nó mềm ùi đã lắm. Nước đang sôi mà thả vô á, anh bún thôi rồi luôn cả nhà. Mình phải làm cho nó ngợp mới bỏ vô được á. Nấu kiểu này nó thú vị lắm cả nhà. Kiểu như mình mò rồi mình ăn luôn tại chỗ vậy đó. Chín rồi nè cả nhà. Tôm nướng em cũng chín luôn rồi nè. Cái muối mà em làm đó là cái muối của mì á. Nặng miếng chanh vô. Cái muối này là cái muối đặc trị nè cả nhà. Rồi em mời cả nhà nha. Tôm gạch nè cả nhà ơi. Nãy em nặng chanh nhiều quá nên chua quá trời luôn. Con tôm này là con tôm lột nãy nè cả nhà. Em đâu có lột vỏ đâu, để vậy luôn à. Con tôm này ăn mềm đúng ngon luôn cả nhà ơi. Hồi nãy mò mò thấy mấy con ốc. Ốc này ở quê em gọi là ốc hút đó cả nhà. Mình lễ ra rồi mình xay theo cái chiều của nó nè. Ốc này nó dai ngon lắm. Ngoài đồng ngoài xá thì đâu có thấy mặt mũi sao đâu cả nhà. Về nhà mới thấy mặt sình không. Giờ thu dọn đồ đạc về cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại clip sau nha. Bye bye.